cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nga thắng đòn bất ngờ, tiền tuyến Ukraine bên bờ sụp đổ. Chiến trường Kursk ác liệt, Nga giành lại một phần lãnh thổ từ Ukraine. Vụ rơi tiêm kích F-16, giáng đòn mạnh vào quân đội Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, tại mặt trận miền đông khu vực Donbass, Nga đang đẩy mạnh tấn công các cứ điểm. Ukraine thừa nhận tình hình ở tiền tuyến Donetsk vượt tầm kiểm soát. Theo đó, một sĩ quan của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov của Ukraine thừa nhận rằng, trong một thời gian dài, tình hình ở khu vực Donbass được mô tả một cách chính xác là khó khăn nhưng được kiểm soát. Tuy nhiên giờ đây, nó đã vượt tầm kiểm soát. Hiện tại mặt trận của Ukraine tại Donbass dường như đã sụp đổ. Sĩ quan này thừa nhận rằng lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine đang mất tổ chức, binh lính kiệt sức, suy yếu, nhiều đơn vị mất tinh thần chiến đấu, trong khi Nga vẫn duy trì lợi thế đáng kể về quân số và có nguồn cung đạn dược gần như vô hạn. Một nhân viên y tế Ukraine cũng bình luận về tình hình tồi tệ trên mặt trận Pokrovsk ở Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga đã liên tục tiến quân về Pokrovsk và tuyên bố kiểm soát được các ngôi làng gần đó. Phóng viên quân sự Ukraine đã cảnh báo về khả năng sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine, cho rằng tình hình ở khu vực Pokrovsk không còn nghiêm trọng nữa mà đã trở thành thảm họa. Tình báo quân sự Ukraine ước tính Nga có kế hoạch tập trung từ 50 tới 60.000 quân cho cuộc tấn công Donbass. Ông cũng cho biết cứ 3 cuộc giao tranh trên toàn bộ mặt trận xung đột giữa Nga-Ukraine sẽ có một cuộc diễn ra ở khu vực Pokrovsk. Ông mô tả tình hình ở Donbass bao gồm khu vực Donetsk và Lugansk, nơi Nga tuyên bố sáp nhập là vô cùng khó khăn. Đầu tháng này, chính quyền Ukraine đã điều một lực lượng đặc nhiệm gồm một số tiểu đoàn vượt biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, với mục đích được cho là buộc Moscow phải chuyển quân dự bị tới mặt trận này. Nhưng thay vào đó, lực lượng Nga đã tiến mạnh về phía thành phố Pokrovsk, một nút giao đường sắt và đường bộ đóng vai trò then chốt đối với quân đội Ukraine tại vùng Donbass ở miền đông. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasivya và Konstantinivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm để sáp nhập toàn bộ khu vực Donetsk. Nga điều hơn 30.000 quân đến Kursk, giành lại một phần lãnh thổ. Song song với hoạt động tiến công mạnh mẽ ở khu vực miền đông, Nga tiếp tục chi viện cho mặt trận Kursk để đối phó với các cuộc đột kích của Ukraine, giành lại một phần lãnh thổ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, tính tới ngày 29 tháng 8 vừa qua, quân đội Ukraine đã tiến công ở phía bắc thị trấn Sutcha, tỉnh Kursk của Nga. Trong khi đó, Nga dường như đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư quanh đó. Thống đốc Kursk hôm 29 tháng 8 cho biết, một đơn vị vũ trang tình nguyện có tên gọi là Base Kursk đã được thành lập để đảm bảo an ninh khu vực. Đơn vị này sẽ trở thành mắt xích quan trọng cho việc duy trì luật pháp và trật tự ở khu vực sau khi trải qua khóa huấn luyện quân sự và sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga. Khi Ukraine mở cuộc đột kích vào Kursk hôm 6 tháng 8, Nga thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng tác chiến để tăng cường cho tuyến phòng thủ tương đối mỏng tại Kursk. Một trong các đơn vị mà Nga cử đến Kursk đầu tiên là Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9 đang nghỉ ngơi tại Kursk sau khi luân chuyển ra khỏi chiến trường ở phía bắc Kharkov, đông bắc Ukraine. Trong những ngày này, Nga đã tái triển khai nhiều đơn vị hải quân đánh bộ, súng trường cơ giới, xung kích đường không và máy bay không người lái cùng các đơn vị tình nguyện tới đây. Theo ước tính của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến ngày 27 tháng 8, Nga đã điều động khoảng 30.000 quân đến Kursk. Nga đang cố gắng thiết lập vòng phòng thủ xung quanh nhóm tấn công của Ukraine, trong khi lên kế hoạch cho các hành động phản công tiếp theo. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Nga dường như vẫn dành ưu tiên cho lực lượng ở miền đông để tránh nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động tấn công ở Donbass. Các phản ứng hiện nay của Moscow được cho là tập trung vào ngăn chặn đà tiến của Ukraine tại Kursk, thay vì để lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine trở lại biên giới vào thời điểm này. Chuyển sang thông tin khác, vụ rơi tiêm kích F-16 giáng đòn mạnh vào quân đội Ukraine. Giới chức Ukraine đã xác nhận một tiêm kích F-16 bị rơi khi ứng phó đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trước đó 3 ngày, khiến phi công thiệt mạng. Đây là chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy kể từ khi nước này tiếp nhận lô tiêm kích do đồng minh của phương Tây viện trợ hồi đầu tháng.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng sự cố đã giáng đòn mạnh vào quân đội Ukraine cả về mặt nhân sự, khí tài và sĩ khí. Từ khi chiến sự với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine đã nhiều lần đề nghị đồng minh phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ukraine hy vọng sự hiện diện của F-16 sẽ giúp nước này tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Lô máy bay đầu tiên được bàn giao cho Ukraine từ cuối tháng 7 và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ra mắt hôm 4 tháng 8. Số lượng cụ thể không được Kiev tiết lộ, nhưng quan chức Mỹ nói lô này gồm 6 phi cơ. Mất một tiêm kích F-16 đồng nghĩa không quân Ukraine mất 16% phi đội hiện có và chỉ còn 5 máy bay để làm nhiệm vụ. Hạn chế về số lượng tiêm kích có thể được bù đắp trong tương lai do các nước phương Tây đã cam kết chuyển giao tổng cộng 85 chiếc F-16 cho Kiev, nhưng tổn thất phi công mới là vấn đề lớn của Ukraine. Tờ Washington Post của Mỹ hồi cuối tháng 7 cho biết Ukraine chỉ có 6 phi công đủ khả năng tham chiến trên F-16 và những người này đều là những phi công ưu tú xuất sắc của đất nước. Sự cố khiến họ mất đi một phi công hàng đầu, đồng thời hạn chế đáng kể số lần xuất kích mỗi ngày. Sự cố còn là đòn giáng mạnh với sĩ khí của Ukraine, bởi tiêm kích F-16 được coi là biểu tượng cho cam kết hỗ trợ vững chắc của phương Tây về Kiev nhằm giúp nước này bù đắp tổn thất lực lượng và hạn chế ưu thế áp đảo của không quân Nga. Sự xuất hiện của tiêm kích F-16 và chiến dịch tấn công bất ngờ nhằm vào tỉnh Kursk của Nga đã cải thiện đáng kể tinh thần binh sĩ và người dân Ukraine sau nhiều tháng chật vật chống đỡ đà tiến quân của Nga ở mặt trận miền Đông. Tuy nhiên, chiến dịch của Ukraine tại Kursk đang chững lại khi bước sang tuần thứ 3, do Nga đã bắt đầu củng cố phòng tuyến và điều lực lượng dự bị đến mặt trận này. Moscow cũng chỉ rút một phần lực lượng nhỏ, nhiều khả năng là ở tỉnh Kharkov, tới chi viện cho Kursk và vẫn duy trì đà tấn công tại miền đông Ukraine, trái ngược với kỳ vọng của Kiev. Trong bối cảnh đó, vụ rơi tiêm kích F-16 có thể tác động xấu hơn đến tinh thần của quân đội Ukraine. Thiệt hại trong chiến đấu là điều không thể tránh khỏi với phi đội F-16. Dù vậy, vụ rơi máy bay ngày 26 tháng 8 vẫn là sự kiện đặc biệt bi thảm với không quân Ukraine khi họ để mất một trong những tiêm kích quý giá nhất ngay trong chuyến xuất kích đầu tiên. Ukraine sa thải tư lệnh không quân sau vụ rơi tiêm kích F-16. Không lâu sau khi Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên cùng một trong những phi công hàng đầu, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh sa thải tư lệnh không quân Oleksiuk. Trong thông báo ngày hôm qua, ông Zelensky không nêu cụ thể lý do sa thải Trung tướng Oleksiuk, nhưng đề cập việc quân nhân cần được bảo vệ và nhu cầu củng cố ở cấp chỉ huy. Ông Oleksiuk bị sa thải sau khi quân đội Ukraine xác nhận một tiêm kích F-16 rơi khi ứng phó đợt tập kích bằng tên lửa ở UAV của Nga trước đó 3 ngày. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, quyết định sa thải ông Oleksiuk không liên quan tới vụ F-16 rơi, mà chỉ là vấn đề luân chuyển nhân sự, nhưng không nói rõ thêm. Đây là chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy kể từ khi nước này tiếp nhận lô tiêm kích do đồng minh phương Tây viện trợ hồi đầu tháng. Trung tá Oleksiy Mets, một trong những phi công tiêm kích giỏi nhất của Ukraine, là người thiệt mạng trong sự việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine cho rằng, tiêm kích F-16 đã bị tên lửa phòng không Patriot bắn hạ do sự thiếu hợp đồng giữa các đơn vị, nhưng không đưa ra dẫn chứng. Tướng Oleksiy sau đó đã chỉ trích và khẳng định quân đội đang điều tra nguyên nhân và không che giấu bất kỳ điều gì. Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng vụ rơi F-16 dường như không phải do hỏa lực từ Nga mà có thể là lỗi phi công hoặc sự cố kỹ thuật.